Trước mắt quý vị và các bạn là hình ảnh quen thuộc của đôi loa Pioneer CSF99. Đây là một đôi loa có thiết kế hao hao tương đồng với đôi loa Pioneer 616 quý vị và các bạn đã biết. Quý vị thân mến, đôi loa này có trọng lượng khá nặng. Nó có cấu trúc 3 đường tiếng gồm có một bát 30 màng giấy gân lụa. Ở trên nón côn của nó có một lỗ thiết kế để có tác dụng, đó là nó giải nhiệt cho quá trình cuộn côn dao động ở trong rãnh của nam châm. Đã có dịp tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn về cấu trúc cũng như tác dụng của chiếc nón côn này. Đối với loa chung, nó là màng giấy gân lụa và chép ở đây, đó là chép đôm. Điểm tạo nên vẻ bắt mắt đó chính là những chiếc loa được cố định vào thân thùng nhờ một tấm kim loại màu sáng trắng như quý vị và các bạn đang quan sát thấy. Đôi loa này nó được trang bị mỗi thùng hai vi tinh chỉnh để tăng giảm tiếng mít và tiếng chép. Quý vị thân mến, đôi loa này tôi đã nhắc đến với quý vị và các bạn trong một số clip trước đây. Và hôm nay tôi xin nhắc lại, nó có trọng lượng khá lớn. Công suất của nó là 90W, trở kháng của nó tự động 3-6 ohm. Như vậy quý vị và các bạn thấy là với một cấu trúc như thế này thì đôi loa này nó cũng không kén âm ly. Nó rất dễ dàng cho quý vị ghép các âm ly ở gia đình quý vị và các bạn. Mọi nhu cầu của quý vị xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Đôi loa này rất phù hợp để cho quý vị và các bạn nghe nhạc vàng. Quý vị thân mến, chúng ta có thể nghe những thể loại cần độ chi tiết sắc nét cao, trầm ấm, xong cũng có thể nghe những thể loại có tiết bát, tiết tấu, tức là tiếng bát sâu nặng. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe, và quý vị hãy cho những cảm nhận vào phần bình luận. Xin quý vị lưu ý cho những dòng loa như thế này, tiếng bát không bao giờ có đuôi. Tôi đang ghép nó với chiếc âm ly Marzahn 74D, chiếc âm ly thứ hai từ dưới lên. Quý vị nhìn thấy có một đèn Bauer màu đỏ. Con đường xưa em đi, vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dừng tay tê. Do đêm muộn nên tôi đã phải giảm tiếng bát đi rất nhiều. Anh qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Còn ai cố chi? Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây biển gắn canh dài, em ấp đôi lời. Made in Japan,
sản xuất tại Nhật Bản. Như vậy tổng thể quý vị không thể tìm thấy một vết xước sẹo nào trên hành bách của đôi loa này. Xin nhắc lại quý vị nào có tai phone, hãy đeo tai phone vào để thưởng thức chất âm của nó đầy đủ hơn. Quý vị nên sắm những chiếc phone có chất lượng một chút để chúng ta có thể cảm nhận chính xác thanh âm của những đôi loa mà tôi test. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn, với cấu trúc loa như thế này thì tiếng bass của nó không bao giờ có đuôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này. Mọi chi tiết xin liên hệ Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Đôi loa trước mắt quý vị và các bạn đó là đôi loa Pioneer CSF99. Đôi loa này có giá hơn 10 triệu đồng.